tay cầm không? Chơi game tay cầm không? Chơi game mà nói gì cái đồ chơi bẩn. Tào lao, tới chơi game điện thoại chứ có chơi game tay cầm. Chơi ngoài TV đó. Nói gì hiển hiểu rồi. Chơi game ngoài TV á. Rồi mình sẽ tô màu cho bức tranh này nha. Được, tắt nghẹt rồi. Mày cũng đang làm. Tắt nghẹt coi. À bây giờ mình sẽ tô trước hết là những cái bụi này nhá. Nhậu gấp. Mình muốn lỗ tai. Trời ơi, tưởng thôi tháng này được oi đờ cái kết đồ nhưng không. Đồ mà. 14 kìa mình tặc giống như chơi con chó bị tai biến như vậy mình. Chó bị tai biến lại còn bị cố chấp nữa. Chó bị tai biến chết rồi. Vậy hả? Chó số thì đi thôi chứ để nó sống tội nghiệp nó hơn. Nó bị tai biến. Để nó sống tội nghiệp nó hơn. Ồ quá, nhớ hoài đi. Đi lên cái đi lên bậc thang mà không quá cái đầu đọc vô ấy hoài. Em biết chó tai biến không em? Coi thử không? Coi chó tai biến cho coi. Chó tai biến chó bị quẹ hả? Chó bị tai biến, không bị tai biến. Bị nhóm chứ. Không, lên đây coi biến còn không? Đồ anh kiện khác đẹp. Không phải anh đẹp, anh phải nhắc tin với anh gì không? Thì chắc là bạn làm với lại. Sao cảm giác con nhau thúi vậy ta? Em thấy nó hơm với thúi đâu. Em chưa, anh tính gà. Em thấy nó hơm vãi luôn. Người ta dính nóng tôm á. Hơm, cái mùi của nhau kiểu vậy rồi. Em thấy nó hơm, người ta mà chơi thúi, em thấy nó hơm mà đúng không? Em hơm mùi dễ trơn lắm, mình nghĩ. Ta thấy nó hơm, tắm xong còn mùi phải tắm vậy. Mùi lúc 6 tiếng giờ. Em làm gì nó bào, nó bào. Vô nè. Ê, đừng, em thả cho nó thở chứ. Thả cái mặt nó thở với mày. Ừ. Thúi, anh thúi á. Rồi đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu kem nhé. Kem để mình tô cho cái sừng của con này. Hai con nhỏ này đang đấu với nhau. Hai con tê giác này đang đấu sừng với sừng, nó đang cụm đầu với nhau đấu. Rồi tô vô nha. Chụp hình quá. Ngứa nhau. Đi biển quá vậy rồi.
đi tới lúc lĩnh lương này đặt món ngay món để sẵn, để lỡ như anh chị mà có đi chơi thì mày cũng có đồ mày đi, chứ để mà mày mang chạy mang lưới đi à, rồi tới lúc đi chơi lúc đó là không có tiền nữa. Anh chị thì lo một số cái thôi, có những thứ em cũng phải tự thăng chứ đúng không? Không, đồ em đỡ lâu lắm, em mua đồ, là em chưa cái đó gọi là đi. Biết điều biết chuyện đó hiểu chưa ní? Đau đồ đạt rồi em mua, em đến tiệm mới mua không có lửa, cái nào ưng hết trơn á, ưng em mới mua. Em thấy bồ của Quỳnh Anh nó chạy cái hàng gì ta, Thanh gì ta, sao bận đồ à. Đẹp anh Thanh bận, em thấy anh Thanh bận cũng áo sơ mi quần áo hùng, mà giống nói hình cột vậy. Tướng của thằng bé chắc cũng nhỏ không, nhiêu tuổi mày? Nó hai đứa ba học chị luôn, hai đứa mấy á, nhưng hai đứa ba thì bằng ta. Xong rồi em vô quay liền, bình thường lúc trước cũng vậy, em vô quay liền, ngày em hai quay hai cử là clip hơi bị nhiều á ní. Ngày quay hai cử thì cũng 15 16 cái clip một ngày á ní. Cử 10 clip thì là gần 20 clip một cử ngày á ní. Tại mới về hôm kia không có thời gian rồi hôm nay cực tiện. Hai ba ngày nay làm gì mà clip đào đâu ra. Rồi. Tiếp theo là cái chi chi. Tiếp theo mình sẽ xịt màu vàng nhé, mình tạo cho cái đám sáng hồ, đám rong riêu đám này. Một lòng để yêu ai đó quá khó phải không, tình yêu là không ai quay ngồi cánh hai lòng. Rồi mình sẽ to luôn cái lá cái này. Chuẩn bị xuống quay tiếp đi cô. Ok, bây đến là cái hút nhận bác